Hello, chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình với Thảo dưới đi rừng, mình phát hiện một cây mít. Cái dáng nó rất là thon, dài, rất là cao luôn các bạn. Mà trái rất là nhiều. Cái giống mít này người ta gọi là giống mít Mã Lai. Anh chủ vườn nói là cái giống mít Mã Lai các bạn. Nhìn mình tưởng là cái mít tố nữ không à, nhưng mà thật sự nó là mít tố lai, Mã Lai nha các bạn. Cái trái nó to hơn cái mít tố nữ. Đây nè các bạn, coi nhìn theo mà từ trái nó từ gốc lên tới đền đọt luôn các bạn, quá quá sai trái luôn. Cây mít này là cái dáng rất là đẹp và cho trái rất là nhiều. Cây mít mình ít khi nào được thấy cái cây mít nào mà nó cái thân nó thon, nó suông lên tới trên như vậy được. Các bạn xem với mình nha. Cái loại mít này rất là sai trái nha các bạn. Mít mít Mã Lai hay mít tố nữ hả? Hả anh? Tố nữ cũng là một á hả? Cũng giống nhỏ, tố nữ trái nhỏ hơn. Ủa có mít Mã Lai vậy? Sao nó giống vậy anh? Mã Lai trái bự hơn. Này như nó sai quá, trái nó nhỏ. Dạ. Còn tố nữ thì trái nó gọn hơn. Dạ. Nhưng mà trong cái loại này nó ăn có giống như tố nữ không? Giống tố nữ vậy. Giống vậy. Dạ. Thường em thấy nói là thấy mít này là gọi là mít tố nữ không à, đâu biết mít Mã Lai. Không, Mã Lai nhiều trái quá hen. Cái cây này là được bao nhiêu lâu rồi anh? Cây này khoảng 8 năm, 8 tuổi. Ờ vậy 8 tuổi rồi hen, 8 năm tuổi. Ủa nó cao dữ lắm luôn, cái này có mấy chục thước á. 8 năm rồi các bạn ơi. Bây giờ mình quay lên trên nha các bạn. Đây. Cái mít Mã Lai các bạn. Quá chừng trái luôn bạn ơi, đó. Thấy trái nữa. Thấy đó đó. Đâu? Thấy chứ đó. Nhiều lắm. Quá trời luôn. Mít Mã Lai, cái mít này ngộ nghe. Mà nó cao, mà nó suông, cái thân nó suông rất là suông luôn. Cái thân mít nó rất là đẹp luôn các bạn. Trời ơi, dưới gốc nè các bạn. Dưới gốc nè. Dưới gốc nó cũng có rất là nhiều trái luôn nè, các bạn thấy không? Mít Mã Lai. Mình ở mình đi gần á, mình đi ngoài lộ mình nhìn vô mình tưởng đâu là mít tố nữ thôi. Nhưng mà anh chủ vườn anh nói là mít Mã Lai. Nó to hơn cái mít tố nữ các bạn. Ở vườn ảnh trồng được cái cây mít này rất là cao. Trồng ở trong rạch cho nên là không có được, cái tàn nó không có lớn mà nó đi thẳng lên trên thôi à. Đây. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn ơi, mê quá. Cái mít này mình muốn hái được cũng vất vả, leo cao lắm. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với bạn một giống mít mới, đó là giống mít Mã Lai. Nếu các bạn thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh, chia sẻ và ủng hộ cho Dung Ròm nha các bạn. Và còn là Thảo Chiếu TV nữa các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại video sau nhé.